Trong sáng nay, các địa phương, đơn vị trên địa bàn thành phố cũng đồng loạt hưởng ứng ra quân trồng cây xanh, vệ sinh môi trường cơ quan, đơn vị, khu dân cư. Trưởng ban nội chính Thành ủy Võ Công Chánh và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn dự lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Nhâm Dần 2022 của quận Liên Chiểu. Phong trào Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ là phong tục tốt đẹp của nhân dân ta, đặc biệt có ý nghĩa trong tình hình biến đổi khí hậu toàn cầu hiện nay. Hưởng ứng lời kêu gọi của Bác Hồ về Tết trồng cây, những năm qua, Ủy ban Nhân dân quận Liên Chiểu đã kêu gọi các cấp, các ngành và nhân dân trên địa bàn quận tích cực tham gia trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh, nhất là tại các tuyến đường phố, trụ sở, công viên, trường học. Qua đó từng bước tăng độ bao phủ cây xanh, có phần làm cho bộ mặt đô thị quận ngày càng khang trang, xanh sạch đẹp. Sau lễ phát động, lãnh đạo thành phố, lãnh đạo quận Liên Chiểu và người dân đã tham gia trồng 20 cây xanh tại khuôn viên Trung tâm Văn hóa Thể thao và Học tập Cộng đồng phường Hòa Hiệp Nam. Việc trồng cây xanh tại đây sẽ giúp tạo cảnh quan xanh tươi mát để đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân khu vực.